Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 5 ngày 22 tháng 11 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Quế Châu, Văn Lâm, Yên Mỹ và Ân Thi. Công tác chuẩn bị cho lễ hội cam, hội chợ hàng công nghiệp nông thôn và nông sản vùng đồng bằng sông Hồng Hưng Yên năm 2018. Ân Thi 22 trên 23 trường mầm non tổ chức bữa ăn bán trú đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Vai trò của xã hội hóa trong trùng tu tôn tạo di tích. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri tại hai huyện Yên Mỹ và Ân Thi. Sự hội nghị tiếp xúc cử tri có các ông bà Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trần Văn Quý, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đoàn Thị Thanh Mai, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Vũ Thị Nguyệt, Phó trưởng khoa xét nghiệm Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo với cử tri khái quát kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp. Đại diện đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo tới cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16 và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2019 của tỉnh. Cử tri hai huyện Yên Mỹ và Ân Thi kiến nghị tỉnh và các ngành chức năng khi phê duyệt các dự án đầu tư vào địa bàn cần phù hợp với quy hoạch, sớm bố trí kinh phí đầu tư các tuyến đường gom trên các tuyến quốc lộ, kinh phí cho các xã thực hiện quy hoạch đô thị loại 4 và loại 5, sớm có phương án trùng tu tôn tạo các di tích, quan tâm tới chính sách an sinh xã hội với các xã có khu công nghiệp, xử lý tình hình ô nhiễm môi trường trong hệ thống thủy lợi trên tuyến sông Bắc Hưng Hải và hỗ trợ các địa phương xử lý ô nhiễm môi trường khu vực chăn nuôi, hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, quan tâm tới cơ chế chính sách trong công tác quản lý xử lý đất dôi dư. Cái ảnh hưởng của cái việc dân cư cơ học tăng nhanh đột biến trên địa bàn của các xã có khu công nghiệp trên địa bàn dẫn đến cái tình trạng một là về cái công tác về môi trường, rồi thứ hai là nó liên quan đến cái sự cũng có cái sự phức tạp trong cái tình hình quản lý về an ninh trật tự nông thôn trên địa bàn. Thì chính vì vậy thì đối với đại diện cho một số các xã có khu công nghiệp đóng trên địa bàn của huyện Yên Mỹ thì chúng tôi cũng có kiến nghị đối với các cấp các ngành có sự quan tâm tới các cái hoạt động liên quan đến cái an sinh xã hội, phúc lợi xã hội trên địa bàn. Hiện nay có một cái vấn đề hết sức là quan trọng và cũng là liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân. Đó là cái việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dân cư. Thì hiện nay theo quy định của luật ấy, thì nó còn khá nhiều những cái thủ tục hành chính. Đặc biệt là đối với những cái hộ dân mà có cái sự chuyển dịch rất là lớn, đất đai thì cho tặng qua các thời kỳ hầu như là không có giấy tờ và giấy tờ chứng minh về cái quyền sử dụng đất. Chúng tôi có kiến nghị là nên loại bỏ một số các thủ tục không cần thiết để tạo điều kiện cho cái việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân được thuận lợi và cũng là đảm bảo cái quyền của người dân trong cái việc sử dụng đất được ổn định lâu dài. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp của cử tri, đồng thời giải đáp những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Các nội dung vấn đề khác, đoàn sẽ gửi tới Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp tới và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Tại huyện Ân Thi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã thông tin thêm tới các cử tri những chính sách thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn thời gian tới, huyện Ân Thi tăng cường đoàn kết và đồng thuận cao hơn nữa trong việc thực thi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Cũng trong ngày hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri ở các huyện Khoái Châu và Văn Lâm. Sự buổi tiếp xúc có các ông bà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng dự có ông Phạm Đình Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh
thông báo kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh cuối năm 2018, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Cử tri hai huyện Khoái Châu và Văn Lâm bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu mà đất nước tỉnh ta đạt được trong năm 2018, đồng thời nêu lên những vấn đề mà cử tri đang quan tâm. Cử tri huyện Khoái Châu kiến nghị tỉnh và các ngành chức năng cần làm tốt công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới cần thiết thực, tránh chạy theo thành tích, sớm nạo vét những kênh mương nội đồng phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Nhiều cử tri có ý kiến về tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn và quản lý đất đai ở địa phương hiện còn nhiều bất cập, việc giải quyết đơn thư khiếu nại chưa triệt để, tình hình mất an ninh trật tự trên địa bàn xã thôn còn để xảy ra nhiều. Tỉnh cần xem xét có sự quan tâm hỗ trợ chế độ phụ cấp cho bí thư chi bộ, đồng thời làm trưởng thôn. Ở xã Hồng Tảo là có hai cái tuyến sông, tức là Đồng Quê và Từ Hồ, cấp tuyến và Tân Dân. Hiện nay là ô nhiễm rất nặng. Tất cả toàn bộ các cái khu chăn nuôi là xả thải trực tiếp ra. Hiện nay là hai cái tuyến sông này đặc quánh và hầu như là cái nước nó đã sệt rồi, gây ô nhiễm môi trường rất nặng và cái ảnh hưởng đến cái sức khỏe đời sống của nhân dân. Cử tri chúng tôi đề nghị đối với các cơ quan chức năng là nên có những cái chỉ đạo và làm sao là nạo vét cái dòng sông này nó chảy để cho nó thoát cái chất bẩn này đi, lỡ ảnh hưởng cho nhân dân. Cử tri huyện Văn Lâm kiến nghị tỉnh, huyện và các ngành chức năng cần quan tâm và có giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm nặng tại làng nghề, cần thu hồi những dự án treo ô nhiễm môi trường khu công nghiệp gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân nhiều năm qua. Tình trạng xử lý đất đai, quản lý đất nông nghiệp hiện còn nhiều bất cập. Nhiều các công ty doanh nghiệp vào thuê đất của xã Tân Quang từ 2004, 2008, 2010 nhưng đến nay không đưa vào sản xuất, không đưa vào hoạt động. Mà trước khi vào địa phương thì đã cam kết là thứ nhất là tạo việc làm cho lao động của địa phương, thứ hai là đảm bảo ô nhiễm môi trường. Thế nhưng mà một số các công ty vào thuê đất lâu rồi nhưng đến bây giờ chỉ mới san lớp mặt bằng và xây tường bao quanh, không đưa vào sử dụng. Do vậy mà nhân dân cũng rất là bức xúc, làm thất thoát tài sản, tài nguyên của nhà nước và đất sản xuất nông nghiệp thì nhân dân không có. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri hai huyện Khoái Châu và Văn Lâm kiến nghị. Những vấn đề khác đã được đoàn Quốc hội tỉnh và Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh trong kỳ họp sắp tới. Từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 11, tại Trung tâm Thương mại huyện Mỹ Hào sẽ diễn ra lễ hội cam, hội chợ hàng công nghiệp nông thôn và nông sản vùng đồng bằng sông Hồng, Hưng Yên năm 2018. Cho đến nay, tại địa điểm diễn ra hội chợ, đơn vị tổ chức đang khẩn trương hoàn thành dựng các khu nhà tiền chế, mái che, sân khấu chính, khu trưng bày gian hàng để giới thiệu sản phẩm. Đến nay, ban tổ chức lễ hội cam và hội chợ của tỉnh đã nhận được 16 tỉnh thành phố trong khu vực đồng bằng sông Hồng và các tỉnh thành phía Bắc đăng ký tham gia. Hội chợ có quy mô gần 300 gian hàng, trong đó các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã trồng cam trên địa bàn tỉnh tham gia trưng bày hơn 100 gian. Ngoài sản phẩm cam Hưng Yên, các gian hàng trưng bày còn có nhiều sản phẩm nông sản, hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Qua hội chợ, lễ hội cam góp phần kết nối cung cầu, đẩy mạnh quảng bá, hợp tác tiêu thụ sản phẩm giữa các địa phương. Với chính sách thu hút vốn đầu tư FDI, nên số lượng lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh ngày càng gia tăng. Công tác quản lý đối với lao động, người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp tổ chức, tỉnh ta đặc biệt quan tâm nhằm vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế, vừa giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhằm tạo điều kiện cho người nước ngoài thuận lợi khi làm việc tại Hưng Yên, từ đầu năm đến nay, tỉnh ta đã chấp thuận cho 219 lượt doanh nghiệp, nhà thầu trên địa bàn tỉnh sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc với tổng số gần 700 lao động. Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã thực hiện cấp giấy phép lao động cho gần 223 người, cấp lại giấy phép lao động cho gần 252 người, xác nhận cho 32 lao động nước ngoài làm việc tại Hưng Yên không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại các doanh nghiệp. Công tác kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật tại doanh nghiệp cũng được tăng cường, đã thu hồi 75 giấy phép.
việc quản lý và cấp phép cho lao động là người nước ngoài cơ bản được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, bà con nông dân của huyện Khoái Châu tập trung gieo trồng các loại rau như su hào, bắp cải, xà lách và các loại rau thơm. Đây là những loại rau có thời gian sinh trưởng tương đối ngắn và có nhu cầu tiêu thụ cao vào dịp Tết. Nhận thấy nhu cầu của người tiêu dùng hướng đến sản phẩm rau sạch, do vậy trong quá trình chăm bón thực hiện theo quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm, rau thu hoạch được các thương lái đến thu mua tận ruộng. Để khuyến khích nông dân mở rộng phát triển cây con mới, một số địa phương còn đề ra cơ chế hỗ trợ giống. Diện tích rau màu trồng vụ đông trên địa bàn huyện ổn định khoảng 800 đến 900 ha, bao gồm các loại rau như cải bắp, su hào, rau cải các loại, hành, cà chua, đỗ, rau. Tập trung chủ yếu ở các xã như Đông Tảo, Bình Minh, Tứ Dân, Thuần Hưng, hiện đã thu hoạch được trên 300 ha, sản lượng đạt khoảng 18 đến 20.000 tấn, cho thu nhập từ 6 đến 9 triệu đồng một sào. Nhiều năm qua, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi có nhiều tấm gương điển hình phát triển kinh tế, trong đó có gương anh Phạm Văn Khái thôn Sa Lung với nghề sản xuất kệ tủ nội thất đã tạo việc làm cho hơn chục lao động là người dân tại địa phương, đem lại thu nhập ổn định cho lao động nông thôn. Sau thời gian học hỏi kinh nghiệm về nội thất, năm 2009, anh Khái bắt đầu mở xưởng chuyên chế biến và sản xuất kệ tủ kính. Nhận thấy lợi thế và nhu cầu sử dụng ngày càng cao của thị trường trong và ngoài tỉnh, anh Khái đã đầu tư các trang thiết bị với số vốn bỏ ra gần tỷ đồng. Theo anh cho biết, hầu hết anh bán cho đại lý các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Hải Dương và Thái Nguyên với giá thành sản phẩm từ 800 đến 2 triệu rưỡi một kệ tùy loại. Đến nay, xưởng của anh mỗi năm đều cho thu lãi từ 600 đến 800 triệu đồng. Ngoài ra, anh cũng tạo việc làm cho hơn chục lao động có tay nghề tại địa phương với mức lương tối thiểu 6 triệu đồng một tháng, đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương. Với kinh nghiệm nhiều năm liền tham gia công tác hội tại địa phương, chị Đỗ Thị Út, chi ủy viên, trưởng ban công tác mặt trận thôn Điềm Đông, xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đi đầu trong việc vận động nhân dân phát triển kinh tế địa phương. Với đặc điểm là vùng quê thuần nông, kinh tế của từng hộ dân trong thôn còn nhiều khó khăn, nên chị Út cùng ban chi ủy thôn luôn trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế lâu dài cùng bà con vươn lên thoát nghèo. Năm 2012, được sự hỗ trợ về giống kỹ thuật của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới, chị đã mạnh dạn vận động chị em trong thôn thành lập nhóm sản xuất nấm rơm. Với ưu thế tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, mỗi năm nhóm sản xuất nấm cho thu trên 10 tấn nấm thành phẩm, từ đó mang lại thu nhập cho mỗi thành viên trong nhóm từ 4 đến 6 triệu đồng. Tháng 7 năm 2018, Hợp tác xã Nấm xã Minh Phượng được thành lập với 18 hội viên do chị Út làm giám đốc. Bằng những việc làm thiết thực của mình, chị Đỗ Thị Út đã nhiều lần được đảng bộ các cấp biểu dương khen thưởng, được nhân dân trong thôn tin tưởng yêu mến. Hiện nay, huyện Ân Thi có 22 trên 23 trường mầm non tại các xã thị trấn tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ. Nhờ đảm bảo tốt vệ sinh an toàn thực phẩm nên các trường chưa để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm, chất lượng bữa ăn cho trẻ ngày một nâng cao. Bắt đầu từ năm 2005, một số trường mầm non tại huyện Ân Thi tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ. Đến nay duy nhất có trường mầm non xã Bắc Sơn chưa thực hiện. Các trường đều xây dựng khẩu phần ăn hàng ngày, hàng tuần, theo mùa phù hợp với yêu cầu phát triển thể chất của trẻ. Trong đó, mỗi bữa ăn phải có đủ 4 nhóm thực phẩm, gồm nhóm chất bột đường, chất đạm, chất béo và nhóm vitamin, khoáng chất. Nguồn cung cấp thực phẩm uy tín, đảm bảo tươi sạch, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bên cạnh đó, cán bộ giáo viên, nhân viên, cấp dưỡng đều được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài bữa chính vào khoảng 11 giờ trưa, trẻ còn có bữa phụ vào lúc 15 giờ chiều. Hiện nay, tỷ lệ trẻ ăn bán trú tại các trường chiếm trên 70%. Trong 3 ngày 20, 21 và 22 tháng 11, Ban giám khảo Liên hoan Phát thanh Truyền hình tổ chức chấm thi các tác phẩm tham dự Liên hoan Phát thanh Truyền hình toàn tỉnh để chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất trao giải tại lễ bế mạc vào ngày 25 tháng 11. Liên hoan Phát thanh Truyền hình tỉnh Hưng Yên năm 2018 do Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên tổ chức diễn ra trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 11. Liên hoan có sự tham gia của các đơn vị đến từ các phòng khối nội dung của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Đài Truyền thanh 10 huyện, thành phố và Đài Truyền thanh các xã thị trấn.
Ban tổ chức liên hoan đã nhận được 58 tác phẩm ở 3 thể loại: phóng sự ngắn truyền hình, phóng sự phát thanh và truyền thanh, 24 chương trình phát thanh 15 phút của đài huyện và đài truyền thanh cơ sở. Ban giám khảo chấm thi trong 3 ngày 20, 21 và 22 tháng 11 để chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất trao giải tại lễ bế mạc ngày 25 tháng 11. Ngày 21 tháng 11, đoàn đại biểu nước ngoài tổ chức hỗ trợ người cao tuổi quốc tế tại Việt Nam thăm câu lạc bộ Liên Thế Hệ tự giúp nhau thôn Tiểu Quan, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu. Đoàn đại biểu đến từ 7 nước Thái Lan, Ấn Độ, Campuchia, Iran, Mỹ, Bangladesh và Indonesia. Trong chuyến thăm, các thành viên trong đoàn đã tham dự buổi sinh hoạt sôi nổi ý nghĩa của câu lạc bộ Liên Thế Hệ tự giúp nhau thôn Tiểu Quan. Buổi sinh hoạt với đầy đủ các nội dung thể hiện tính sáng tạo, chủ động và đa dạng về hoạt động như văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện viên chăm sóc sức khỏe tại nhà, hoạt động giúp nhau xóa đói giảm nghèo, hoạt động truyền thông. Tham gia sinh hoạt với câu lạc bộ, đoàn công tác đã đánh giá các hoạt động của câu lạc bộ rất tốt. Câu lạc bộ đã bám sát đúng chức năng nhiệm vụ đã đề ra với nội dung phong phú và đa dạng. Các thành viên rất tận tâm, trách nhiệm với công việc. Đoàn công tác mong rằng những việc làm ý nghĩa này sẽ được nhân rộng phổ biến để các địa phương khác học tập. Cũng trong buổi làm việc, đoàn đã đi tham quan mô hình tình nguyện viên chăm sóc tại gia đình ông Nguyễn Văn Nguyện và mô hình tăng thu nhập của hội viên Bùi Văn Tài. Thưa quý vị và các bạn, Hưng Yên có trên 1.200 di tích cụm di tích, trong đó có 369 di tích cụm di tích được xếp hạng. Trải qua thăng trầm của thời gian, nhiều di tích cụm di tích đã bị xuống cấp. Trước thực trạng trên, các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo nhằm huy động tối đa nguồn xã hội hóa để sửa chữa, tu bổ và nâng cấp di tích nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân. Đền An Lạc thuộc địa phận xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, sau thời gian dài xây dựng, đền đã có nhiều điểm xuống cấp. Nguồn ngân sách địa phương không đủ để trùng tu, tôn tạo di tích. Do đó, lãnh đạo địa phương đã vận động nhân dân, người góp công, người góp của để cùng bảo vệ di tích. Sau một thời gian vận động, đã thu được 1,8 tỷ đồng từ sự đóng góp của người dân. Chúng tôi tổ chức bàn bạc công khai trước khi tu sửa các hạng mục công trình đều phải có sự thống nhất bàn bạc, dự trù kinh phí và tuyên truyền để huy động các cái nguồn lực, không ép buộc ai nhiều ít, chỉ phát tâm. Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ là một địa phương tiêu biểu trong phong trào xã hội hóa trùng tu tôn tạo di tích. Quần thể di tích đình, đền chùa Ông Tố thuộc thôn Ông Tố từ năm 2012 đến nay đã nhận được 35 tỷ đồng từ sự đóng góp của nhân dân để sửa chữa và xây mới nhiều hạng mục trong đình, đền và chùa. Thôn Trai Trang năm 2018 cũng mới xây dựng chùa Trai Trang có chi phí trên 12 tỷ đồng từ sự phát tâm công đức của nhân dân. Thì xuất phát từ cái tâm của nhân dân nghĩ lại về cái di sản văn hóa cũ cổ xưa để chúng tôi muốn lưu giữ lại để cho những thế hệ con cháu đằng sau. Việc trùng tu tôn tạo di tích là quan trọng, nhưng việc giữ gìn các giá trị di tích còn quan trọng hơn. Do đó, bên cạnh việc huy động sức dân, chính quyền các địa phương luôn bám sát luật di sản, tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục tiến hành tu bổ, sửa chữa. Thị trấn Yên Mỹ là thực hiện theo cái luật di sản văn hóa của nhà nước và căn cứ cái luật của tỉnh và thực hiện những cái việc công việc trùng tu tôn tạo. Thì hiện nay các cụm di tích của thị trấn giữ gìn bảo bản sắc dân tộc cũng như gìn bản sắc của cái di sản. Theo thống kê, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã có trên 50 lượt di tích, cụm di tích được đầu tư tu bổ, chống xuống cấp bằng nguồn xã hội hóa với chi phí ước tính khoảng 75 tỷ đồng. Đa số đã đi vào theo quy định của luật di sản ban hành. Hạn hữu chỉ có những cái trường hợp những di tích mà chưa được xếp hạng, chỉ nằm trong danh mục di tích kiểm kê, mà nhất là chùa vẫn còn xảy ra trường hợp là tự tu bổ di tích, nhưng nó chỉ ở trong cái phạm vi nhỏ, nghĩa là tu bổ cấp thiết hoặc là chống xuống cấp thiết thôi. Trong khi nguồn ngân sách của địa phương còn hạn hẹp, thì việc huy động sức dân để trùng tu tôn tạo các di tích là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, việc sửa chữa di tích phải đi đôi với bảo tồn, tránh biến dạng di tích. Để tránh lãng phí đất sản xuất và giảm chi phí xây cất mồ mả, xã Ông Đình, huyện Khoái Châu đã thực hiện quy hoạch nghĩa trang đồng bộ, xây dựng mồ mả tiết kiệm. Trước thực tế, việc xây cất mồ mả trong xã lộn xộn, nhiều gia đình dòng họ xây mộ to, gây lãng phí diện tích đất và tốn kém tiền bạc.
năm 2006, chính quyền xã Ông Đình đã vận động các gia đình, dòng họ của ba thôn cam kết xây mộ theo mẫu thống nhất cùng kiểu dáng kích thước. Việc xây dựng mộ đồng bộ đã được nhân dân trong xã đồng tình và thực hiện. Trong nghĩa trang nhân dân xã Ông Đình, các ngôi mộ được xây dựng thẳng hàng, mỗi hàng 12 ngôi, kích thước mỗi ngôi, chiều dài 1,5m, chiều rộng 90cm, chiều cao 1,2m, mộ cách mộ 45cm, xen giữa các hàng mộ có lối đi bằng bê tông rộng 60cm để nhân dân đi lại thăm viếng được dễ dàng sạch sẽ. Chi phí xây dựng một ngôi mộ chỉ hơn 2 triệu đồng. Nghĩa trang có khu an táng riêng biệt với khu cải táng, xung quanh trồng cây xanh vừa đảm bảo vệ sinh vừa tạo cảnh quan sạch đẹp cho khuôn viên nghĩa trang.